Hôm nay mình sẽ quay trở lại với món gà nướng. Thì hôm nay thì cũng ăn nhiều món lẩu nước sôi rồi, thì hôm nay thì cũng ăn mình cũng thèm nấu nướng. Thì hôm nay sẽ làm cho gia đình mình ăn cái món đồ nướng. Thì hôm nay cũng chuẩn bị gồm có 2 con gà. Để các bạn xem nhá. Đây gia vị gồm có này. Hạt gồm có hành khô này, sả này và lá chanh này. Đấy thì mình sẽ, đây là cái gia vị bên trong. Còn cái gia vị bên ngoài thì mình sẽ gồm có mình chính này, sa tế này, và đặc biệt nó là cái ngũ vị hương này nhá. Đây còn cả cái hạt nêm này nữa này. Thế hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem này. Ở đây các bạn ấy nhìn nhá, mình sẽ cho lên sa tế lên huyền gà này. Đấy, mình chỉ cho khoảng phần này này. Đấy, một chút sa tế để tí nó lên màu cho nó đẹp. Đấy, thì bắt đầu mình sẽ cho một chút mình chính lên này. Đấy, sẽ cho một chút mình chính lên này. Bạn nhá, thấy xong đây mình cho mình chính này. Và cái ngũ vị hương này. Mình sẽ cho ngũ vị hương rải đều đây. Đấy. Mình cho một chút thôi, một gói này mình sẽ nướng được 4 con gà nhá. Rồi mình sẽ dùng tay mình sẽ sát đều con gà này. Sát đều con gà cho các bạn. Đây mình sẽ dùng tay mình sẽ sát đều cái gia vị con gà bên ngoài cho mình này. Đấy, mình sẽ sát đều nhá, sát đều từ tất cả cánh để cho cái gia vị nó sẽ và gà nó vàng tí, mình nướng sẽ lên được màu rất là đẹp. Đấy, bắt đầu mình sẽ đốt cho các bạn xem này. Và mình sẽ cho hạt nêm bên ngoài đây. Đấy. Các bạn tiếp tục xoa sát đều lên gia vị lên gà cho mình đây. Sau khi mình đã sát gà rất là đều rồi này, thì tí nữa mình nướng nó sẽ màu lên rất là đẹp. Thì bắt đầu mình sẽ ướp vào cái phần gia vị bên trong. Cái gia vị bên trong thì mình sẽ cho một chút dầu hào này. Mình sẽ cho một chút dầu hào vào nhé. Mình sẽ cho một chút dầu hào vào này. Hạt nêm này. Nêm và mình chính này, mình sẽ cho một chút mình chính này đấy nhá. Bạn nhìn xem này, thì mình sẽ cái lá chanh này mình để nguyên lá này, sau đó các bạn sẽ vò đều, chọn đều. Bắt đầu là mình sẽ ấy đều này, rồi bên trong bóp đều, trong quá trình mình bóp thì mình sẽ bóp cái lá chanh cho nó dừ ra thì nó sẽ ra cái tinh dầu nó rất là thơm. Đấy, bắt đầu mình sẽ tinh đều rồi ấy. Bắt đầu mà các bạn ấy cho lá chanh và cái hỗn hợp này vào bên trong. Đấy, mà trên mình sẽ đưa vào trong bên trong con gà này. Đấy, bắt đầu mình sẽ đưa vào bên trong con gà. Các bạn ấy cho vào trong con gà, các bạn nhồi thật kỹ vào trong này. Đấy. Đây là các bạn cho vào trong bụng con gà. Thế thì lá gà này nướng thì nó có rất nhiều kiểu nướng. Thì hôm nay mình sẽ nướng món gà nướng lá chanh. Còn như nướng theo kiểu Tây Bắc thì mình sẽ cho hạt mắc khén. Nhưng mà hôm nay mình nướng lá chanh thì mình sẽ không cho hạt mắc khén. Thì nó hạt mắc khén với cả lá chanh thì nó không được hợp vị lắm.
đâm ra mình sẽ để chỉ cho lá chanh thôi. Các bạn thấy nhìn nhá. Thế sau khi quá trình mình đã ướp xong rồi này thì mình sẽ chuẩn bị để xiên vào mình nướng. Các bạn lấy đợi mình một chút thì mình sẽ xiêu vào mình sẽ nướng cho các bạn xem nhá. Bắt máy đi. Buộc con gà vào cái quay nợn này của mình đấy. Thì mình đã chế cái quay nợn này ra thành cái quay gà. Thì bắt đầu mình sẽ cho vào nồi để mình ngò quay nhá. Các bạn thấy xem này. Mình sẽ cho vào nồi quay này. Đấy. Mình quay nhá. Các bạn thấy xem mình quay này. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Gà quay lá chanh. Đấy, sang quay về quay góc bên này cho nó có cái bưởi nó đẹp. Để giới thiệu các bạn món bưởi luôn. Đấy. Cùng đi ra kia. Đấy, đây là đấy, quay vào sang nhìn vào góc cái bưởi đấy. Đấy là bắt đầu mình sẽ quay cho các bạn xem này. Chắc gà này mình quay trong mất khoảng tầm 25 phút thì nó sẽ chín. Đấy thì các bạn ấy xem nhá. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem đấy. Đấy. Chúng ta quay chú quay cho. Đấy. Đây các bạn ấy xem này. Đây là mình đã quay cho các bạn xem nhá. Đấy. Quay gà quay cho các bạn xem này. Đây là bưởi nhà mình này. Đây cây bưởi nhà mình này. Bạn thấy cái bưởi nhà mình chưa? Đấy. Bưởi mình này. Đây mình sẽ chỉnh lại cái máy quay một chút. Nóng đấy nhỉ? Ai vừa ấy cái này vặn cái này ra cho nó lòng. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Đây là bưởi nhà mình này. Đây là vườn bưởi nhà mình này. Đây bưởi diễn nhà mình nha. Bưởi diễn này là mình có thương hiệu rồi các bạn nhá. Đây là có thương hiệu là vườn quả rau quả sạch đấy nhá. Đấy các bạn xem. Hôm nay mình sẽ chế quay chậm thôi. Quay chậm thôi. Rồi đấy các bạn xem nhá. Đây là đứa cháu mình này. Đấy quay đi. Quay đều tay quay chậm thôi. Rồi đấy mình sẽ cho các bạn xem này. Đấy. Chắc con gà này sẽ khoảng tầm 25 phút thì nó sẽ chín. Đấy. Đấy mình đã chế ra một cái quay từ cái quay lợn. Cái này là quay lợn của mình nên mình chế ra mình hôm nay mình sẽ quay hai con gà cho các bạn xem. Đấy, món gà quay lá chanh này nó rất là dễ ăn. Nói chung là rất là dễ ăn. Thứ hai là mình tẩm ướp theo công thức của mình thì nó cũng rất là ngon. Các bạn có dịp thì về thưởng thức cùng với mình nhá. Đây, các bạn nhìn này. Đây. Quay đi. Đây các bạn nhỉ. Đấy, quay đi, bơm quay cho bố đi nhanh. Đấy, gà mình đã chuyển màu rất là đẹp. Các bạn thấy không? Đấy mình sẽ quét thêm một chút dầu ăn vào cho nó mềm con gà và nó nhìn nó bóng con gà nó đẹp nhá. Các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Đấy. Nó quay giờ thời mùa đông này nó rất là nhanh tối nên là nó vừa mới có hơn 5 giờ mà đã trời đã tối hơn rồi. Đấy các bạn nhìn nào. Đấy món gà quay của mình này. Nhìn thấy đẹp chưa? Ngon chưa? Đấy, mình sẽ phủ một lớp ra lên này. Đấy. Tắt vào đi. Từ rồi. Quay đi. Ra một quay đi. Rồi. Đây, con trai mình đây này, con trai mình học lớp 1 này, học lớp 1 này. Các bạn xem đây này, con trai mình đấy. Bơm chào các bạn đi. Bơm giờ các chú các bác đi. Chào các chú các bác. Rồi, đấy, con trai mình quay đấy. Quay từ từ thôi, con trai bố quay từ từ thôi. Rồi. Đấy, gà bắt đầu chuyển sang màu vàng đẹp chưa các bạn thấy không? Đấy, trong một lát nữa thì các bạn ấy
Nó chín thì mình sẽ quay lại cho các bạn thêm một lần nữa nhá. Tại vì nó cũng Chào mấy người mặt dưới. khoảng một lúc nữa thì mới chín. Xin Đấy chào là mặt các bạn nhá, dưới. tí mình sẽ quay cho các Chào. bạn. Thế Xin lúc chào mình mọi sẽ người chặt bên con dưới. gà chín nhá. Bạn thấy hấp Đây dẫn chưa? chưa? Các bạn Chưa. thấy ngon không? Chưa. Gà vàng óng rồi nhá. Và vàng chưa? Xin chào mọi Rất người là bên. ngon luôn. Tôi đang nhìn Đấy, mặt. quay đây này, nó giống hình thức kiểu Tôi quay đang lợn. ăn à này quay Đấy, thì các nhìn thấy mặt bạn nó. nhớ xem và đăng ký kênh cho mình nhá. Sau khi mình đã quay chín gà này, đây là thành quả mình sau khi mình băm quay chín gà mình sẽ băm gà ra nhá, gia đình mình cùng thưởng thức. Đấy, các bạn tí nữa ăn cùng với mình nhá, để mời các bạn nhá. Đấy, thì trong quá trình quay này gà rất là chín thì ngon này các bạn này. Quá ngon luôn, chín thịt chín rất là ngon, da rất là giòn, thơm. Đấy, các bạn nhìn này. Cũng lâu phết rồi hôm nay mình mới quay trở lại cái món nướng này. Thực ra là cái món nướng này thì mình làm trước mình làm cái món nướng này thì cũng làm rất là nhiều món nướng này. Thì hôm nay lâu lắm mình mới quay trở lại. Ủa giờ nóng quá. Nóng quá, các bạn cũng cảm nhận nó hơi nóng. Thế thì mình sẽ băm ra để gia đình mình sẽ thưởng thức. Ngon đấy, con gì này. Rau này mình chưa quên chưa mài, nó hơi nhụt. Các bạn xem là thông cảm nhá. Mèo ra kia. Mèo ra kia. Mèo mình nó để thơm quá nó để quẩn đây nó định vào ăn này. Đấy. Ai? Ủa, cho con trai cái đùi. À, đây, đến. Đây bố cho con ra cái đùi này nào, mời ông mời ăn đi, con ăn đi xem nào, mời mời các bác, mời mời các bác đi, mời to nói to lên rồi ăn đi đấy nha, đấy đấy bố cũng đang chặt càng của kia nhanh rồi đi ra kia đấy, đi. Khi mình chặt gà nó đẹp, mình chặt nó không đẹp lắm, các bạn cứ cảm nhá. Hơi run. Thịt gà ta nhà mình nuôi rất là ngon. Đấy, các bạn nhìn này.